Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bởi đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Văn Bình, 54 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, để điều tra về vụ em trai dùng rượu chém cả nhà anh ruột theo thông tin ban đầu, ông Bình và Nguyễn Văn Hiến, 64 tuổi, là anh em ruột, ở sát nhà nhau tại thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng. Tuy nhiên, giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn về đất đai từ trước tới nay. Trưa ngày 4 tháng 3, ông Bình và cháu gái là Nguyễn Vũ Thụy Vi, 19 tuổi, con ruột ông Hiến, tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, bà Vũ Thị Thu Phương, 54 tuổi, mẹ Vi, lấy một cây gậy gỗ đánh lại ông Bình bị hai mẹ con chị dâu đánh ông bình chạy vào nhà lấy một con dao rượu chém liên tục khiến hai mẹ con chị dâu gục xuống đất vẫn chưa hết bực tức ông bình chạy xe máy lên rẫy của ông hiến ở huyện đắc trờ lấp tỉnh đắk nông cách nhà khoảng 5 km tìm gặp khi vừa thấy ông hiến bình cầm rượu lao đến chém khiến một bàn tay của anh ruột đứt lìa phát hiện sự việc con trai ông hiến chạy từ trong rẫy ra can ngăn thì bình vứt dao bỏ chạy khỏi hiện trường các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, bà Phương đã tử vong vào sáng ngày 7 tháng 3 tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hiến và con gái hiện đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Sau khi gây án, ông Bình đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi giết người. Liên quan đến vụ nữ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn mức khủng và chạm với xe máy sau đó nổ là cháu gái bộ trưởng, một chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ va chạm giao thông này. Đây là vụ tai nạn giao thông chứ không chỉ đơn thuần là vụ vi phạm nồng độ cồn. Chính vì thế chúng tôi đang tích cực điều tra. Hiện nay đơn vị đã cử cán bộ đi thu thập hồ sơ chứng cứ như rà soát camera trên tuyến đường Trần Cung và lấy lời khai của những người liên quan, từ đó làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn là gì. Vì chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 thông tin khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, xe ô tô biển số 30H119XX đang di chuyển trên đường Trần Cung hướng đi Phạm Văn Đồng đã va chạm với xe máy đang dừng sát vỉa hè đối diện khu vực số 38 Trần Cung. Sau khi xảy ra va chạm, nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã đến hiện trường giải quyết. Ban đầu xác định người điều khiển ô tô là chị LHT, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, người điều khiển xe máy là anh NVA, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Kiểm tra nồng độ cồn với chị LHT cho kết quả 0,573mg trên một lít khí thở. Anh NVA không có nồng độ cồn. Tiếp đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã đưa hai lái xe vào bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra chất kích thích và tạm giữ hai phương tiện nói trên. Sau khi xảy ra vụ việc, một số trang mạng xã hội đưa tin chị LHT tự xưng là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng chức năng đã xác định chị LHT không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an. Về thông tin, người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn này được cảnh sát giao thông đưa lên xe ô tô ngồi. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, trong lúc tranh cãi với nam thanh niên đi xe máy, người nhà của thanh niên này có mặt tại hiện trường rất đông. Để tránh tình trạng quá khích, dẫn đến hậu quả đáng tiếc nên tổ công tác đã đưa người phụ nữ này lên xe ô tô. Thông tin lái xe này là người nhà của ai đó nên chúng tôi bảo vệ là không chính xác. Lúc này, người nhà của nam tài xế đi xe máy ra hiện trường rất đông. Để tránh tình trạng xô xát không đáng có, chúng tôi đã đưa người phụ nữ này lên xe. Sau khi có kết quả nồng độ cồn, chúng tôi đang lập hồ sơ xử lý người phụ nữ lái xe ô tô theo đúng quy định. Không có bao che gì cả, vì chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho hay. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, những nội dung thể hiện qua clip cho thấy nữ tài xế khá ngây thơ và có những suy nghĩ hành động lệch chuẩn khiến dư luận xã hội cười chê, đề án. Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy người này không phải là con cháu của lãnh đạo bộ công an. Với hành vi vi phạm giao thông ứng xử thiếu chuẩn mực, thể hiện thái độ coi thường pháp luật thì có là con cháu ai cũng sẽ phải xử lý nghiêm chứ không để tình trạng con ông cháu cha coi mình là vùng cấm như thế. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy nữ tài xế vi phạm ở mức kịch khung. Với tất cả diễn biến sự việc như vậy, nữ tài xế sẽ bị xử phạt với mức phạt có thể kịch khung. Về hành vi thông báo tin giả với cơ quan chức năng về việc mình là cháu cán bộ lãnh đạo bộ ngành để xin bỏ qua sai phạm cũng bị phạt tới 3 triệu đồng, theo quy định tại điều 7 của Nghị định 144 ở DCP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trực tự an toàn xã hội. Theo thông tin từ ông Lưu Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai xác nhận, vụ một nữ sinh bị đâm chết do mâu thuẫn trên mạng. Cụ thể, vào lúc 21 giờ ngày 6 tháng 3, Công an phường An Bình nhận được tin báo vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra trước trường mẫu giáo Sơn Ca, phường An Bình. Hậu quả là em Phan Nguyễn Ngọc Hát, 18 tuổi, chú phường An Bình, học sinh lớp 11A6, trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê bị đâm tử vong. Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 6 tháng 3, em Phan Nguyễn Ngọc Hát và em Trần Thị Minh Thờ, 19 tuổi, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Y Đôn, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, đã hẹn gặp nhau tại khu vực trước cổng trường Mầm Non Sơn Ca, thị xã An Khê để giải quyết mâu thuẫn. Tại điểm hẹn giữa nhóm của nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát và nhóm nữ sinh Trần Thị Minh Thờ đã xảy ra xô xát đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, em Trần Thị Minh Thờ đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người, khiến em Phan Nguyễn Ngọc Hát tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã An Khê. Ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ. Theo nguồn tin cho biết, không lâu sau khi xảy ra vụ việc, nữ sinh Trần Thị Minh Thờ đã đến cơ quan công an đầu thú. Bạn bè của hát cho biết giữa cháu hát và cháu tê có tham gia bình luận một nội dung gì đó trên mạng xã hội dẫn đến mâu thuẫn. Đến chiều ngày 7 tháng 3, rất nhiều bạn học thầy cô giáo của em Phan Nguyễn Ngọc Hát đã tới thăm hỏi. Thầy Trần Công Thường, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, gia lai chia sẻ: Hát là một học sinh ngoan hiền, tham gia năng nổ nhiều hoạt động trong trường, hoạt động phong trào đoàn. Sự việc xảy ra quá đáng tiếc, nhà trường đã đến nhà hỏi thăm, chia sẻ sự đau thương mất mát với gia đình nạn nhân. Theo vị này, sau khi sự việc xảy ra, gia đình nữ sinh tấn công đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với gia đình học sinh tử vong và nắm thông tin ban đầu sự việc. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, liên quan đến clip nhóm thanh niên nổ súng vào nhà dân đưa lên mạng xã hội, Công an đã triệu tập nhóm thanh niên trên để làm việc. Qua xác minh ban đầu, Công an huyện Hàm Thuận Bắc xác định ông NVP 53 tuổi, trú xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc và TTL 34 tuổi, trú tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc có mâu thuẫn với nhau trong việc chăn vịt thả đồng từ trước. Khoảng 6 giờ, ngày 6 tháng 3, TTL đe dọa sẽ đánh nếu ông P tiếp tục thả vịt trên ruộng của lợi quản lý. Sau đó khi về nhà, ông P kể lại sự việc bị đe dọa đánh cho hai người con là NVT 27 tuổi và NVH 24 tuổi nghe. Biết chuyện, H đã điện thoại cho một số đối tượng khác cầm theo hung khí qua nhà ông L để nói chuyện. Khi đến trước nhà ông L, thanh niên đi trong nhóm mặc áo thun đen, trùm đầu là TCT 28 tuổi trú tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, là em họ của H đã sử dụng một khẩu súng nổ súng bắn vào nhà ông L để uy hiếp. Toàn bộ vụ việc được camera nhà dân ghi lại sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Theo hình ảnh camera, thời điểm xảy ra vụ nổ súng có 7 nam thanh niên đi trên 3 xe máy dừng trước nhà ông L. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức xác minh vụ việc, truy xét các đối tượng có liên quan. Bước đầu Công an huyện Hàm Thuận Bắc xác định khẩu súng ngắn có dòng chữ Zoraki là súng thể thao, bắn đạn cao su và đã thu giữ. Được biết, súng Zoraki Mod 914 của nhóm thanh niên này sử dụng có thể bắn 3 loại đạn, gồm đạn mã tử gây tiếng nổ lớn, đạn hơi cay và đạn cao su. Như thông tin đã đưa, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip một nhóm thanh niên nổ súng vào nhà người dân vào lúc 10 giờ 58 phút ngày 6 tháng 3 rồi lên xe máy bỏ chạy. Cụ thể, một nhóm khoảng 7 thanh niên đi xe máy mang theo các đồ vật giống dao, kiếm. Đến nhà một người dân ở khu vực Ma Lâm Ba, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Tại đây, một thanh niên mặc áo đen trùm đầu trong nhóm đã lấy một khẩu súng rồi nổ súng bắn vào bên trong gây tiếng nổ khá lớn. Sau đó, nhóm thanh niên này nổ máy xe bỏ đi. Theo công an Hàm Thuận Bắc, dù vụ việc nổ súng chưa xâm hại đến tính mạng sức khỏe người khác, nhưng đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, nên công an huyện đã thu giữ các vật chứng liên quan và tiếp tục xác minh làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc tài xế taxi bị đánh trên đường ven hồ Tây dẫn đến tử vong, luật sư cho rằng với hành vi của hai đối tượng đi xe máy đủ căn cứ để cấu thành tội giết người. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt giữ Trần Duy Quang, sinh năm 2003, trú tại Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Qua lấy lời khai những người liên quan, công an xác định hồi 16 giờ ngày 4 tháng 3 tại khu vực đường kè Hồ Tây, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, xuất phát từ việc anh LXT, sinh năm 1980, là tài xế taxi trú tại quận Long Biên, Hà Nội, điều khiển xe ô tô taxi va chạm với xe máy do Quang điều khiển chở bạn gái phía sau, làm xe máy của Quang bị loạn trọng. Giữa anh LXT và Quang xảy ra tranh cãi, anh LXT sau đó mở cốp xe lấy ra một vật tài dài khoảng 40cm đuổi đánh Quang. Quang giơ tay lên đỡ và đấm thẳng vào mặt, rồi cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu anh LXT. Khi được người dân can ngăn, hai bên lên xe rời đi. Sau đó anh LXT về nhà nằm nghỉ. Đến 20 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3, thấy sức khỏe anh LXT diễn biến xấu. Gia đình đưa anh đi cấp cứu, nhưng anh T đã tử vong tại bệnh viện vào chiều ngày 5 tháng 3. Về vụ việc này, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, văn phòng luật sư Nguyễn Anh, tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất. Sau khi xem xét vụ việc, theo quan điểm của luật sư Thơm, rất có thể do mâu thuẫn tham gia giao thông, hai đối tượng đã điều khiển xe mô tô đuổi theo, chặn lại và hành hung lái xe. Xét hành vi của hai đối tượng, rất có thể do mâu thuẫn giao thông đã sử dụng vũ lực đánh nạn nhân chấn thương sọ não tử vong, dã man đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Còn theo luật sư Nguyễn Tiến Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hành vi của hai đối tượng đi xe mô tô thể hiện sự côn đồ đã khiến tài xế lái xe taxi tử vong. Theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, thì các đối tượng có thể chịu mức phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Về trách nhiệm bồi thường của các bên, theo luật sư Hùng, trong sự việc này thì nạn nhân đã tử vong, tính mạng đã bị xâm phạm. Tại điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại khi tính mạng bị xâm phạm. Theo đó có hai loại thiệt hại được bồi thường, đó là thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Những thiệt hại vật chất được bồi thường trong trường hợp này bao gồm: Thứ nhất, chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết. Tại mục 4 phần 1 của nghị quyết số 03 năm 2006, NQ HDTP hướng dẫn chi phí hợp lý là chi phí thực tế cần thiết phù hợp với tính chất mức độ của thiệt hại phù hợp với giá trung bình ở từng địa phương tại thời điểm chi phí theo đó người gây ra thiệt hại phải bồi thường cho người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của nạn nhân các khoản như chi phí hợp lý cho việc mai táng nạn nhân theo phong tục tập quán địa phương ngoài ra phải đền bù tiền cấp dưỡng cho những người mà trong trường hợp nạn nhân đang có nghĩa vụ cấp dưỡng mức cấp dưỡng căn cứ vào thu nhập khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng, không thấp hơn một tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người cấp dưỡng đang lưu trú cho mỗi tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định liên quan đến vụ cháy xưởng sang chiết ga tại huyện Thường Tín, Hà Nội, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện này cho biết một trong ba nạn nhân bị thương đã tử vong do vết thương quá nặng. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín nói, người tử vong là ông M.V.C. Theo báo cáo từ Công an huyện, người này tử vong vào lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 3 tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Được biết thêm, ông C là người mượn đất ở xã Khánh Hà để làm nơi sang chiết ga trái phép. Cũng theo vị lãnh đạo, trong số 3 nạn nhân trong vụ cháy tại xã Khánh Hà, huyện Thương Tín, ông C là người bị thương nặng nhất, sau đó đã tử vong. Hai người còn lại là người làm thuê cho ông C bị thương nhẹ hơn. Như đã đưa tin trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 3, tại khu vực xưởng tạm ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, xảy ra vụ cháy. Sau khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hà Nội điều hai xe chữa cháy, một xe tải chở phương tiện đến hiện trường. Cùng đến đám cháy, có lực lượng chữa cháy của Trung tâm 5 thuộc PC07, Công An, thành phố Hà Nội tới chỗ dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và tìm kiếm các nạn nhân đưa đi cấp cứu. Theo lãnh đạo huyện Thường Tín, vụ cháy xuất phát từ một chiếc ô tô chở ga rồi lan sang nhà xưởng. Khu vực cháy là xưởng tạm của ông GVP cho ông C thuê để làm nơi sang chiết ga trái phép. Vụ cháy làm hai ô tô bị thiêu rụi, trong đó có một xe bồn chứa ga, Hiện trường có khoảng 100 bình ga loại 12 kg và khoảng 20 bình ga loại 42 kg. Khu vực xưởng tạm bị sập hoang tàn sau vụ cháy. Thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đồng Xuân Điệp về tội giết người. Theo thông tin điều tra từ công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó Đồng Xuân Điệp 50 tuổi Chú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh có quan hệ tình cảm sinh sống với chị BTG như vợ chồng tại nhà riêng của chị Điệp tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Trong thời gian sinh sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến tối ngày 4 tháng 3, khi đang ăn cơm tối, BTG nói với Điệp muốn chấm dứt quan hệ tình cảm giữa hai người do vẫn bực tức từ các mâu thuẫn trong sinh hoạt phát sinh trước đó, cùng với việc biết chị Dê muốn chấm dứt quan hệ tình cảm nên đồng xuân điệp nảy sinh ý định sát hại chị dê sau đó điệp tấn công nạn nhân bằng tuyếp sắt dây dày sau đó điệp sử dụng ma túy rồi nằm ngủ cạnh thi thể của nạn nhân đến sáng ngày 5 tháng 3, khi nghe thấy có người gọi cửa điệp đã cầm theo một con dao bầu điều khiển xe máy bỏ chạy và ngã xe và bị thương điệp sau đó được người dân đưa lên trụ sở công an phường bắc sơn tại cơ quan công an điệp đã thừa nhận hành vi phạm tội Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 3, lãnh đạo phường Bắc Sơn thành phố Uông Bí cho biết, cơ quan công an thành phố Uông Bí đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Cụ thể vào hồi 10 giờ 12 phút ngày 5 tháng 3, chính quyền phường Bắc Sơn thành phố Uông Bí nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà đồng Xuân Điệp, tổ 11A, khu 9 phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí phát hiện một người phụ nữ tử vong, vùng đầu có nhiều vết thương. Nạn nhân được xác định là chị BTG, sinh năm 1979, trú tại tổ 28, khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí. Chỗ ở hiện nay thuộc tổ 1, khu 1, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Ngay sau khi nhận tin báo, Ủy ban nhân dân phường đã báo cáo lực lượng công an thành phố triển khai xác minh vụ việc. Qua thông tin thu thập, công an đã xác định nghi phạm là Đồng Xuân Điệp, sinh năm 1974, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng tổ chức truy xét, truy tìm đối tượng và đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng Điệp khi đang lẩn trốn trong bụi cây tại đường Liên Khu vào Chùa Phổ Am, thuộc Tổ 16, Khu 7, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, thu giữ trên người đối tượng một con dao nhọn. Đối tượng Đồng Xuân Điệp có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV, là đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy của Công an thành phố Uông Bí. Đối tượng có 4 tiền án về các tội, trộm các tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu sau khoảng 24 giờ đồng hồ giáo giết truy bắt. Cụ thể, vào hồi 19h30 ngày 6 tháng 3, ban chuyên án đã bắt được đối tượng Lò Văn Sương đang lẩn trốn tại khu vực bản Nà Ban, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên. Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Sương khai nhận từ cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Sương và chị Lò Thị lờ sinh năm 2003, tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, đã có mối quan hệ yêu đương. Dịp Tết Nguyên đán được nghỉ, cả hai đã về nhà chị L tại Tân Uyên chung sống và mua trả góp một xe mô tô Honda Way Alpha chưa lắp biển kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian Tết Giáp Thìn, do chơi bời thiếu tiền nên Sươm đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện Sinh Hồ. Từ đó, chị L và Sươm thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Vào chiều 5 tháng 3, Sương đi uống rượu ở trong bản phiên án, về thì bị chị L chửi mắng đuổi ra khỏi nhà của mình. Trong quá trình hai người cãi vã, Sương đã lấy một con dao chém chị L làm nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng Sương cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây. Do thấy lực lượng công an vây chặt nên đối tượng không dám xuống đường để bỏ trốn. Quá trình lẩn trốn, đối tượng Sương đã tự gây ra một số vết thương với ý định quyên sinh. Hiện đối tượng đã được đưa vào trung tâm y tế huyện Tân Uyên để sơ cứu vết thương, phục vụ điều tra vụ án. Như đưa tin, khoảng 19 giờ 15 ngày 5 tháng 3 tại bản Phiên Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân là một cô gái 21 tuổi. Sau khi vụ án xảy ra, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, trực tiếp đại tá Phạm Hải Đăng, phó giám đốc công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo ban chuyên án truy xét quyết liệt. Tuy nhiên, công tác truy tìm nghi phạm gặp nhiều khó khăn vì địa hình núi rừng rậm rạp. Công an tỉnh đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ và dân quân, an ninh thôn bản chốt chặn. Địa hình truy tìm là núi rừng rậm rạp gây khó khăn cho công tác truy tìm. Tuy nhiên, lực lượng công an quyết tâm bắt bằng được đối tượng Lò Văn Sơm. Mới đây, lãnh đạo Ủy ừ ban Nhân dân phường 2 quận Tân Bình cho biết đã chỉ đạo công an phường 2 nắm tình hình xác minh làm rõ vụ việc nhiều viên bi sắt bị ai đó bắn trúng nhà dân trên địa bàn theo Ủy ban nhân dân phường 2, ban đầu có khoảng 3 trường hợp bị bi sắt bắn trúng gây thiệt hại tài sản. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 2 cho hay, đây không hẳn là bắn bi sắt cố tình vào nhà người dân, có thể bi sắt lạc vô. Trước đó, trưa ngày 5 tháng 3, một người đàn ông cho ô tô đậu trên đường Lam Sơn, qua đoạn khu phố 7 phường 2. Vừa vào quán cà phê thì chủ xe nghe nhiều tiếng động mạnh nên đi kiểm tra. Chủ xe tá hỏa khi phát hiện cửa kính phía sau ô tô bị rạn nứt thủng hai mảng lớn. Bên trong xe, anh nhặt được nhiều viên bi sắt có kích cỡ khoảng 3mm ở các hàng ghế. Cùng thời điểm, một số nhà dân sống gần quán cà phê này phản ánh, cửa kính nhà họ cũng bị thủng. Người dân tìm thấy cả trăm viên bi sắt rơi rớt tại nhiều vị trí trong nhà. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, đường Lam Sơn thuộc khu phố 7, phường 2 cho biết, tình trạng bi sắt làm hư đồ đạc, kính cường lực, bạc che nắng xảy ra nhiều ngày qua. Hiện tại bà Thủy phải lấy băng keo dán xung quanh để ngăn kính nứt thêm. Bà Thủy nói, trong những ngày qua, gia đình tôi đã thu gom hơn 100 viên bi sắt văng vào khu vực nhà mình. Bi sắt này không biết từ đâu ra nhưng có lực văng rất mạnh. Tôi lo bi sắt sẽ gây thương tích nếu văng trúng người. Anh Sơn cách nhà bà Thủy khoảng 5 mét phản ánh, đường ống nước nóng năng lượng mặt trời bằng thủy tinh, cửa kính các tầng của gia đình anh bị bi sắt làm hỏng. Anh Sơn nhận định những viên bi này bắn ra với tốc độ nhanh nên mới có thể xuyên thủng cửa kính cường lực ở cửa nhà, ô tô. Dù vậy, anh và những người dân khác trong khu dân cư này chưa thể xác định được hướng bi sắt xuất phát.